quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bạn Em. Thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì cháu Lực tiếp tục lại lên trên nhà của ba ông cháu. Và thời gian trước thì cô bác cùng cả đã biết là nhà ba ông cháu thì đã gặt hết rồi. Và cái thành quả năm nay khi mà nhà ba ông cháu được phần tài trợ, phần bón của bác Kim Hoàng gửi tới cho ba ông cháu, thì vụ mùa năm nay nhà ba ông cháu phải nói là rất là được mùa cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực lên với ba ông cháu thì một tí nữa sẽ cùng em Sử chuẩn bị cái chỗ mà để lấy vật liệu vào cô bác. Cái vật liệu thì cháu Lực cũng đã tính toán ra rồi, rằng là cái ngôi nhà của các em là đã sử dụng bao nhiêu vật liệu, và cháu Lực đang chờ người ta chở vật liệu lên cho cháu Lực nữa cô bác ạ. Thế bây giờ thì trước khi chờ người ta thì cháu Lực với cùng em Sử sẽ chuẩn bị cái chỗ mà để tập kết vật liệu đó cô bác. Cái nền nhà của các em thì sẽ không có để được cát này, sỏi này hay là xi măng nữa cô bác. Nếu mà mình để như vậy thì đến lúc mà mình đào cái móng nhà lên ấy thì lại vướng, thì thành ra là mình lại phải vận chuyển đi chỗ khác, thì thành ra nó rất là tốn thời gian. Cho nên là cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi xem cái chỗ nào mà để được vật liệu, và hai anh em sẽ chuẩn bị trước để lấy được vật liệu vào cô bác. Còn cái phần vật liệu này thì ô tô sẽ chỉ vào cái đến cái điểm trường thôi, và ngoài đó gió ngoài đó thì cháu Lực sẽ dùng xe máy để chở đi vào trong nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hôm nọ thì chắc là phơi thóc nhiều quá thì thành ra là bây giờ cái chỗ này bị sạt rồi cô bác. Ba ông cháu thì không biết là đi đâu rồi, xếp những cái bao thóc ở ngoài rất là lớn. Những cái bao thóc này thì ba ông cháu sẽ đợi là nắng ấy cô bác, sẽ để phơi luôn. Còn bây giờ lúc mà đi vào phơi thì chắc là phải sửa lại cái chỗ này thì mới phơi được thóc của bác ạ. Không biết là ba ông cháu đi đâu rồi, đi xung quanh một vòng xem là có gặp ba ông cháu được không. Sứ ơi! Sứ ơi! Châu thì không có ở nhà rồi. Cháu Lực nghĩ là chắc là đi chăn trâu hay là đi làm gì đó cô bác. Ở trên kia thì có một cái tổ ong này. Tổ ong kia nếu mà không có đuổi nó ra kịp thời thì sau này nó làm tổ rất là to ở đây, thì sẽ rất là nguy hiểm cho các em. Trên này thì ba ông cháu có phơi thóc trên này nè cô bác này. Sứ ơi! Sứ ơi! Đâu ơi? Làm gì đấy? À, lấy cỏ cho cháu ăn à? À, Sử thì đang ở tận dưới kia và lại lấy cỏ cho cháu ăn không bác? Không biết là em ấy lấy cỏ gì. Đi đường nào xuống đây? Trời như hôm nay thì có vẻ là âm u một chút cô bác, không có được nắng. Nó trời đừng có mưa là được. Phải nói là nếu mà mưa thì cái đoạn đường từ bên điểm trường vào nhà của ba ông cháu thì nó trơn. Lấy chỗ cháu lấy được chưa? Lấy được rồi. Thấy được rồi à? Rồi anh chào Sử nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay vừa cắt tóc hay sao ấy? Vâng. Cháu để bên kia cho cháu nó ăn cỏ kìa. Vâng. Ông đi đâu rồi? Ông ở nhà. Ông ở nhà? Vâng. Anh có thấy ai ở nhà đâu, đóng cửa rồi. Chắc ông ngủ. Ông ngủ à? Vâng. À, ông thì chắc là thời gian vừa rồi là gặt lúa của bác, mệt quá cho nên là bây giờ ông nghỉ ngơi một chút.
Thế thì bây giờ anh em mình lên lên trên một chút này để xem cái chỗ mà mình tập kết vật liệu ấy. Đấy, hôm nọ thì anh cũng đã dặn cho em rồi đấy. Hôm nọ thì Trần Lực cũng đã nói với em Sử, nói qua với em rồi thì rằng là sẽ để vật liệu ở đâu. Và hai anh em thì chưa có chuẩn bị được cái chỗ và chưa có đào được. Cho nên là đến hôm nay thì tiếp sẽ phải, bắt buộc là phải làm thôi cô bác ạ. Hải đi học rồi nhờ. Vâng. Thì hôm nọ chú anh em mình nói thì chắc là để ở chỗ kia thôi nhờ. Vâng. Giờ thì anh em mình lấy thêm một chút dao, thêm cái cuốc nữa. À, hôm nay anh em mình làm xem là san băng chỗ nào thì anh em mình san băng. Còn chưa san băng hết thì ngày mai mình sẽ lại làm tiếp. Vâng. Đừng mở cửa to quá nhé, tí ông thức dậy. Vâng. Trong nhà của ba ông cháu thì có thể là rất là gọn gàng, cô bác quét dọn mọi cái và rất là gọn. Lấy thêm con dao đi. Vâng. Con dao phát cỏ, mình đi phát cỏ xem nào. Dao này. Đây. Thêm con dao với lại thêm hai cuốc. Cua này. Xem này có cua. Bên kia. Nhà của ba ông cháu thì có thêm hai con lợn và cũng khá là to cô bác. Hai lợn thì rơi vào tầm vào đâu nhỉ? Một con thì chắc là tầm 40-50 cân. Lợn này nuôi lâu chưa Sử? Lâu rồi. Lâu à? Vâng. Từ lúc cháu Lực lên thì đã có hai con lợn này rồi. À đây cua này. À đây đây cua này. À không cào. Làm tổ gà đây nhưng không biết là con đã đẻ chưa. Chưa thấy quả nào, số lượng ý là chưa có đẻ. Nhưng mà anh em mình chưa có đào hết thì chắc là mai phải dùng đến xà beng để đục ấy nhở. Vâng. Đào một chút đấy. Mình chỉ cần đào cho nó phẳng phẳng một chút thôi là mình để được vật liệu rồi. Vâng. Ôi, cái này thì bị gáy rồi. Vâng. Con này trâu của nhà ai đấy Sử? Trâu của chú ạ. Trâu của nhà chú à? Vâng. Nhà chú có con trâu con to nhỉ? Vâng. Dơm bây giờ là phơi nó khô để mấy nữa mình lấy về nhà nhở. Vâng. Hệ dưới kia thì bà con vẫn còn đang gạt cô bác ấy. Kia thì gạt bằng máy sao ấy. Bây giờ thì mình sẽ làm triển khai là công tác là chuẩn bị chỗ vật liệu nhá. Vâng. Bây giờ mình chở được vật liệu vào thì thợ người ta vào làm nhờ nhờ cái tầm độ một tháng là xong rồi. Vâng. Ba cái xoay mộc này vẫn chưa ấy nhở? Hả? Ba cái xoay mộc này vẫn chưa cắt đi nhở? Vâng. Hay ở đây thì nhà các em, nhà của ba ông cháu thì gần đây có bụi này, cây tre này, có thêm cây sâu mọc này. Lúc nào mà cần đến ván hay là cần đến cây tre để chống, để làm cột đấy cô bác, thì sẽ chặt đây luôn, thì sẽ không phải là đi đâu xa. Bây giờ thì phát hết cỏ chỗ này đi nhỉ? Vâng. Lúc nào mình cũng thấy thôi. Mình xem mà cái chỗ này thì có để được xi không. Theo Sử thì chỗ này có để được xi không Sử ơi? Không biết đâu. À, Sứ ơi,
cái chỗ này mình sẽ để xi luôn này. Vâng. À, có khi là đội thợ nó sẽ làm lán lên luôn này các bác này. Nên mà thì cho thợ vào để người ta làm lán luôn. Thế còn bây giờ phải cắt sỏi thì sẽ, chỗ này sẽ phải đào một chút để cho nên này các bác. Tận lực thử lên trên này xem là có chỗ nào mà xem có để thêm thêm chỗ nào nó bằng phẳng hơn không thì sẽ đỡ phải đào. Còn là như cắt cái sỏi thì xi thì chắc chắn là sẽ phải để ngoài rồi. Còn sắt thì mình có thể để ở bên trong là được. Cái đường này thì lại đường là đi nhà của cô bên kia rồi. Được thử là đi vào đây. À, đường nhà cô này thì lấy xe máy được vào đến nhà cô bác này. Được thử đi ra bên này xem có để được nhờ đây không. Bắt đèn một bên khó nào. Bắt đèn rồi. Nhà chú thì cháu được nhìn thấy không có rộng rãi là bao nhiêu. Chắc là không có. À, để được cô bác ạ. Ôi, thấu đấy, thấu cái răng này, thấu đấy à. Thấu con đấy. Dây thì không biết là dây gì đâu các bác. Chỗ này thì có một chỗ bằng phẳng thì nó là hơi xa một chút. Bác vào thì nó sẽ hơi khó. Ở đây thì để vật liệu vào thì chắc chắn là sẽ phải phủ thêm bạt các bác nhé. Dưới cái nền thì sẽ không cần phải là cái chỗ mà để vật liệu ấy, thì sẽ không có phải là bỏ bạt vào, nhưng mà đến lúc mà mình xe thì chắc chắn là phải sẽ mua thêm bạt nữa. Tại vì là mùa này nó cũng là mùa mưa các bác. Có khi là nó không mưa to nhưng mà nó mưa rào ấy. Xi thì chắc chắn là phải mua thêm 2-3 tấm để đậy vào cho nó thật là chắc chắn, chứ không phải tránh trường hợp mà nó bị chết xi thì đến lúc đấy thiếu vật liệu thì rất là nguy hiểm. Cái cây này thì kiểu cây cà ấy các bác, nhưng thực sự là không phải cái cây cà này. Không biết là cà gì, cây này không phải là cà nên ăn đâu. Còn là những cái xi thì nếu mà ở chỗ này có bác này dùng cái cây để đóng xuống xong là làm thành một cái sạc để xi. Phải cuốc từ dưới chân của em xuống ấy nhở, Sư nhở? Vâng. Cái chỗ cắt sỏi là mình để chỗ này đường này. Nhưng mà nếu mà mình để đây thì nhà chú không lấy được xe máy đi xuống đấy đâu. Vâng. Bảo chú để ở trên kia một thời gian nhở? Vâng. Đến lúc mà làm nhà xong thì chắc chú cũng lại để xe ở trên nhà em suốt thôi. Vâng. Mình đào chỗ này qua một tí thôi. Đào này, đi xuống này một chút nữa thì là sẽ để được vật liệu rồi. Sau này thì lúc mà làm xong thì mình lại làm đường giả cho chú sau. Vâng. Bây giờ thì mình cứ phát cái cỏ đi, Sử ạ. Nhá. Vâng. Hôm nay thì bạn của Sử thì cũng có đi gạt hết rồi, thành ra là không có ai ra hộ nữa. Cháu được xem là đến ngày mai thế mà hai anh em làm mà chưa có tí nữa, hai anh em mà làm mà chưa có tới đâu thì có khi là mai sẽ phải thuê thêm 1-2 người để đào cùng cho nó nhanh hơn. Ở đây thì vật liệu thì cũng người ta cũng phải đi chở từ rất là xa đấy cô bác, chứ không phải là ở trên huyện cháu lực có luôn, người ta phải đi vào tỉnh khác để chở luôn đấy. Đấy, đằng sau nhà của các em thì có mấy cây sau máu của bác. Sau này sẽ không có để cho nó lớn cả, chỉ để cho nó lớn đến tầm độ cao cao đấy thì sẽ cắt đi để cho nó chắc phần đất đi, chắc phần đất của nó. Đây, phần bên còn cái phế nền nhà của các em thì lại cái mic một chút thôi. Thế còn nền nhà của ba ông cháu của bác thì hôm nọ các anh thợ cũng đã vào đo rồi. Thật sự ra mà nói thì hôm nọ là các anh thợ đi vào ấy các bác, gọi là các anh ấy ở trong làng anh đang có người mất, thành ra là cũng hơi bận rộn một chút hôm đấy ấy. Hai anh em đã hẹn nhau hôm đấy rồi nhưng mà do không may là ở làng có người mất cho nên là các anh ấy cũng chỉ có đi vào vội vàng và cùng cháu Lực đi vào đây xem để các anh ấy đo xem là cái chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà thì đã đủ chưa và đã rộng hơn chưa các
các anh thợ thì không có cầm được theo thước mét, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm và đừng có vội mà đánh giá đất này. Cô bác này hôm nọ cốc xuống thì chắc là này sẽ để đây luôn, để chỉ nhặt những cái tảng đá ra thôi. Đến lúc mà đào cái móng nhà xong thì mình sẽ phải là cần cái đất nữa, thì lại sẽ đào thêm ở phần trên kia xuống thì nó không sẽ đủ rồi. Như cái nguồn nước này thì thời gian này thì vẫn còn chảy cô bác ạ, tầm độ tầm hơn một tháng thôi thì nó sẽ ngừng luôn. Ôi cái dây điện này không dùng để chóng lên à? Xem mà đi chặt một cái cây về chóng đi nhỉ? Nhưng mà lại mà vừa rồi mình lại không có lấy ai kia cây kìa. Đây này, cây này này. Cây mình đã chặt sẵn rồi đấy. Mình chỉ chóng cho nó lên, đừng để cho nó thấp quá đâu mà. Đấy, chóng cái cột này cho nó lên cao đó. Cái dây điện đấy. Dây điện này là dây điện của nhà ba ông cháu này. Cũng khá là to đấy cô bác. Hai cái dây điện thì chắc chắn là nó sẽ rất là khỏe rồi, không có yếu gì cả. Hôm nọ thì cũng rất là may là được bác hàng xóm của nhà sử là đổi cái phần đất lên chút, cho nên là đào rộng ra tầm 2 mét nữa. Chứ không là hôm nọ đến cái phần tay của cháu Lực chỉ thôi, của bác này, đến ra đến kia thôi. Thế nhà của ba ông cháu thì vận chuyển vật liệu vào thì nó sẽ hơi khó khăn một chút thôi cô bác, nhưng mà cũng bù lại vào đấy thì đến lúc mà mình cần những cái cây trống hay là những cái ván thì nó sẽ ở gần rồi. Và một việc nữa thì nó cũng ở gần ruộng nương của nhà các em. Ruộng nương nhà các em có thì các em không canh tác thì không có được. Thí dụ như sau này các em có không có làm ruộng nhưng mà các em trồng thêm những cái cây ăn quả hay là cái cây gì đấy thì ở gần nhà thì mình ở nhà mình ở đây luôn thì mình trồng thì nó sẽ không có bị mất. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thì tôi xử với ba ông cháu thì sẽ có một cái ngôi nhà mà gọi là đẹp nhất bản ở đây luôn. Hình như ở bản này thì chưa có ai làm nhà xây đâu xử nhỉ? Bản này thì chỉ có mình xử làm nhà xây thôi nhỉ? Vâng. Làm cái để làm nhọn nhọn xuống không? Để cuốc nhọn xuống đi, để vót vót nhọn xuống đi. Cái rừng nứa, đồi mang nứa bên này thì không có phải là của nhà ba ông cháu bác. Nhà ba ông cháu chỉ có cái búi tre này thôi. Búi tre này ra bên kia thôi. Chóng nó lên trên cho cao cao một chút đi. Đấy, bây giờ nó cao rồi. Thế bây giờ thì hai anh em mình thay nhau cuốc ở đây một chút đi nhỉ? Vâng. Hai anh em mình làm hôm nay một buổi, xem là nếu mà mai tí nữa mà không hết thì mai anh em mình lại tiếp tục làm tiếp. Là vật liệu thì nó cũng không có đến, vật liệu thì bây giờ nó cũng chưa có đến bây giờ luôn đấy. Đào cái củ đấy ra cho lợn đi sửa ơi.
Bây giờ đào, mình đào cái củ ra cho lợn trước đi. Mình cứ đào hết cái củ ra đi. Lợn, củ này thì lợn có, lợn thích ăn không? Có. Đấy, đào vứt ra bên khem này. Thế bây giờ thì em đào ra, đào ra nhá, để anh vứt ra bên này. Đấy, đấy, mình đào cái củ trước đấy. Xong tí mình rửa luôn. Đấy, cái chỗ này thì trước kia là nhà ba ông cháu là trồng cái miến rong này của bác này, củ rong này này. Em cứ đào ra đi để anh nhặt anh vứt ra bên khe nước ấy, cho nó sạch cái đất của nó đi. Mình chỉ đào cho nó thoải thoải một chút thôi. Chú mất dép đấy. Ôi, hai đôi dép của mình giống nhau một tí không lớn đấy. Sao tay anh đỏ đỏ ấy, sửa thấy tay anh đỏ không? Có. Đỏ tay trái. Không biết là có điểm gì. Ôi, cứ kệ đã, mình cứ làm tốt việc của mình đâu. Khi anh sửa thì hay có kiểu nếu mà đỏ tay trái, tay phải thì có điểm gì không? Em biết à? Em biết à? Sửa ăn cơm đi đấy. Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Thế ông thì chắc là thời gian qua là thu hoạch lúa chắc là cũng hơi mệt đấy. Dạ. Thời gian là ông vừa rồi ông có nghỉ ngơi một chút. Này mấy nữa chắc làm được xe máy vòng lên anh nhỉ? Vâng. Vòng lên đây luôn. Úi dồi. Anh cốt đây này. Hả? Nghe tao đây. Ờ cái cuốc đây có vẻ là cuốc anh sao đúng nhá? Khổ này này. Hả? Cái hồng. Hồng cuốc ở người ta ấy. Cuốc này vừa rồi đi mượn đúng không? Đúng rồi. Nhà thì có bao nhiêu cái cuốc ấy? Có hai cái không biết đến đâu rồi. Hai cái không biết đâu à? Anh cốt thôi. Để anh cốt ra nhá, để anh sắt đất đi. Sau này chỗ này dù gì thì mình chỗ này đào mà chỗ này lúc mà mình lấy đường xe máy đi vào á. Chỗ này toàn đất rồi nhỉ, đất đen này. Đất này đất tốt đấy. Đen đen. Thank you.
cho anh em phải đào từ bên kia ra luôn á. Nếu được xe máy cua vào ấy. À được xe máy thì mình cua đây, xong mình đổ đây luôn. Nha. Hay xe máy thì mình đi qua đây xong rồi mình nhấc vào đây đổ luôn. Sử có biết vì sao mình đào cái nền nhà sau nhà của mình phải đào cho nó chéo không? Hả? Mình Sử có biết vì sao mình đào cái nền nhà ấy, đằng sau nhà Tà Ly ấy, mình phải đào cho nó chéo như này không? Có ạ. Hả? Mình đào mà thẳng như này sau này nó bị sạt xuống ấy. Mùa này nếu mà được để được thuê bà con như này làm ấy cô bác cũng rất là khó đấy, rất là tìm người rất là khó để mà khi bà con giao hộ được. Bà con thế này thì đến mùa ra mùa gặt thì người ta phải làm hết xong cái việc gia đình của mình thì người ta mới đi làm cho người khác. Hôm nay chỉ có hai anh em làm thì một tí nước anh em làm thế đâu thì sẽ nghỉ đấy thôi các bác để ngày mai còn tiếp tục làm tiếp. Làm mà cố quá thì ngày mai lại mệt quá không có làm được. Sự nhờ. Vâng. Cái cuốc của Sử thì là cái cuốc mà để mà cuốc xuống ấy thì cháu được xé hót. Cái đất nó lấp ra kia cho nó bằng. Vừa rồi mình cuốc nó liệu nó cao quá không Sử? Cho nó hơi thỏ thỏ một tí là để được cắt rồi. Nó được trôi. Mọi năm thì thóc thì đủ ăn đến nửa năm à? Hả? Mọi năm ấy thóc là đủ ăn đến nửa năm à? Vâng. Năm nay chắc phải đến hơn nửa năm rồi. Vâng.
khá là mệt đấy nhỉ. Vâng. Ô, con này con gì đây Sử? Sử biết không? Không biết ạ. Ui, có sợ không? Không. Đã to nhỉ? Vâng. Giờ mình đào cho nó một tí nữa nhỉ? Vâng. Đói tay rồi. Làm tí còn thấy là nó khô cả cổ đi rồi nhỉ. Vâng. Rồi, nhấn nào. Nhấn. Tôi phát khó á.
Nước pha bằng nào á? 58 thôi à? Ồ. Tôi cũng miệng quấy chứ mà. Tố xì ạ. Ờ, tố bằng tay. Uống đi tố ạ. Khâu giúp bằng tố. Bà đây, nít phát khẩu nào không? Không. Bằng tương bằng lửa, bóng vật liệu mà. Lạc vật liệu tốt này mà. Ừ. À, đây anh hót này. Còn đập nhà ấy, xì cán vào chứ nào. Hả? Còn nhà xì cán vào nó. Ừ. Nào phải xì cán không? Nhìn mình thấy anh làm. Này, không khót ra. Ừ, khá là mệt đấy nha. Vâng. Nhìn một tí đã. Anh đối xử lúc mà mình làm việc. Mình làm việc như này thì mình thấy gì? Thấy mệt ạ. Thấy mệt đấy. Lúc đang làm này chả nhìn thấy gì mà thấy mệt thôi nhỉ. Vâng. Hãy ngồi đây nghe cái tiếng nước chảy róc rách róc rách. Mũ của Sử là ai gửi cho nhỉ? Ban tặng sao nhỉ? Vâng. Phải không? Có phải không? À phải đúng không? Nhớ không chưa cho thằng Hải đúng không? Vâng. Cái sao mộc kia vẫn là của nhà em chứ? Vâng. Mấy nữa nó mà cần đến làm bán thì chắc nó phải xẻ đấy. Vâng. Xẻ làm bán luôn. Hai cái kia là to, hai cái kia là dùng được thôi. Vâng. Bây giờ anh em mình nghỉ ngơi thì tiếp tục làm một tí rồi nhỉ. Vâng. Lắm dín nhỉ, nhiều con dín lắm. Nhiều không lắm. Làm ấy. Bây giờ thì hai anh em sẽ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục làm các bác. Và hai anh em làm một tí đó mà mệt quá thì hai anh em sẽ nghỉ để ngày mai tiếp tục làm các bác ạ. Thế còn trước khi hôm nay thì cháu được lên là sẽ triển khai cái chỗ mà để mà đào, để mà để vật liệu các bác. Đấy, đấy thì cháu được cũng nói rất là nhiều lần rồi. Nếu mà bây giờ mình lấy vật liệu để vào cái chỗ nhà của các em thì đến lúc mà mình đào cái móng ấy, thì mình lại phải vận chuyển cái cát hay là vật liệu ra chỗ khác thì nó lại mất tốn rất là nhiều công. Thành ra là cháu Lực muốn là bảo em Sử là sẽ đào riêng ra một cái khoản, một cái chỗ mà để nền. Còn như xi thì có thể là để lên trên này, xong mà dùng cái cây to của bác để mình để ở dưới, xong rồi xi để lên thì cũng được rồi. Còn phần là cắt cái sỏi như này thì mình phải đào nó bằng bằng một chút thì nó mới để được, chứ không là nó trôi xuống, mưa là nó trôi xuống. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và trong thời gian qua đã luôn luôn là đồng hành cùng bản em. Và trong thời gian sắp tới thì tiến hành làm nhà của các em thì cháu Lực ghi hình lên, làm tới đâu thì cháu Lực sẽ ghi hình lên, sai sót chỗ nào thì rất là mong các cô bác anh chị sẽ nhắc nhở cháu Lực để cho cháu Lực kịp thời mà sửa chữa cô bác ạ. Thế còn cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.
Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ thì hai anh em mình đào một chút nữa nhỉ? Vâng. Cho nó bằng bằng một chút thôi thì là để được rồi. À, đến đào một tí nữa không được thì ngày mai mình lại đào tiếp. Vâng.